Ở trên cao lâu như vậy thì Sơn Trường cảm thấy như là đang cảm thấy như là nghe bạn nói mới chỉ trải qua 90 vòng đấu thôi thì mình cũng chưa thể nói trước điều gì, và em cũng không quá quan tâm đến cái vị trí hiện tại mình bây giờ, bởi vì trong trận đấu ngày mai em phải đối đầu một đội bóng rất là mạnh, nên em sẽ chỉ tập trung vào đối thủ Hà Nội ngày mai. Em nghĩ là ở trận đấu với Hà Nội, trong đấu với Hà Nội ngày mai thì như tất cả chúng ta đều biết, Hà Nội là một đội bóng lớn ở V-League, và mặc dù có các cầu thủ ở độ tuổi còn cũng khá trẻ như chúng em thôi, nhưng mà về mặt kinh nghiệm chinh chiến ở V-League thì em nghĩ Hà Nội có những cầu thủ kinh nghiệm ở cái môi trường này rồi, nên Hoàng Anh Gia Lai sẽ có lợi thế sân nhà, nhưng em nghĩ là Hà Nội cũng đã chơi rất tốt ở những năm về trước, ngay cả trên sân nhà Gia Lai đến nữa, cho nên sẽ là một trận đấu khó khăn cho Hoàng Anh Gia Lai. Và em cũng chỉ biết là mình sẽ cố gắng hết sức mình để có điểm trong trận đấu ngày mai. Hà Nội luôn có những cầu thủ rất là kỹ thuật, và để phòng ngự trước một đối thủ như Hà Nội sẽ rất là vất vả. Họ có Quang Hải, có Giovanni, có Văn Quyết, đều là những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng rất là tốt. Và đấy là những điểm mà Hoàng Gia Lai cần chú ý. Ngày mai trên sân Pleiku sẽ có một cái đội tuyển Việt Nam không nhỏ, thì liệu rằng những người quen gặp nhau có khó đá không? Ta cũng khá lâu rồi em không tập luyện cùng nhau ấy, nên là bây giờ cũng giống như người mới với nhau. Có thể mọi người sẽ biết được điểm mạnh điểm yếu của nhau nhiều hơn do thời gian tập trung ăn tập ở đội tuyển cũng khá nhiều trước đó. Nhưng mà từ đầu mùa cho đến giờ thì bọn em cùng với huấn luyện viên Zico và chuẩn bị rất nhiều cho những trận đấu như thế này, và em nghĩ bản thân các cầu thủ Hà Nội cũng vậy, nên là sẽ có những cái sự mới mẻ trong lối chơi của từng cá nhân, và bọn em phải chuẩn bị tất cả để phải nếu phải đối đầu với những cái sự mới mẻ đó, mà em có cách để khắc chế được. Chúng ta sẽ chỉ biết đội nào tốt hơn đội nào khi mùa giải kết thúc thôi. Còn đang trong giai đoạn của giải đấu thì chưa nói lên điều gì cả.